Em biết gì vậy? Ai biết chữ Cẩm Thơ thành con thỏ vậy? Thơ con thỏ. À, Cẩm Thơ. Trời ơi, bị cận, đọc chữ con thỏ. Ủa, chị xui, chị ra đi chi, chị xui. Ở trong nó nóng gần chết. Anh biết ra thôi, tôi không biết ra, ngộ. Bà rồi. Hay quá ha, bà đi ra đi trong xui làm gì? Không tôi có. Ở đâu, bà coi như tôi chết rồi đúng không? Tôi chưa nói ông cái vụ tự nhiên vô, cái tình chỉ vô trong kia chỉ thì bà xui kêu đẹp quá ha. Tôi chỉ cho bạn vui đẹp quá kìa. Đón xem YouTube Music Night lúc 20 giờ ngày 30 tháng 6 trên YouTube The Talent và 20 giờ ngày 9 tháng 7 trên HTV2. Cho tôi bộ đồ của ông xui đang xong quá. Mãi phòng nữa. Đám cưới nhà ai tưng bừng. Sáng pháo nào bay. Bay bay gì chị? Mời chú rể Kim Tuấn Kiệt đến với song thân đó, đến với buổi vu quy của cô dâu Nguyễn Hồng Văn Thơ. Trời, con ra dĩa luôn nha. Tại không có chuyện không em có hồn trăm. Mặt mày chú rể gì được chưa? Mặt đen xì lì á. Chú rể mày mắt chậm lên. Cho em miếng rau đâu được. Nghe mà em đi. Máy hai máy nha, hai máy lâm trường đó. Được không? Cho em một cái gương coi với. Hai máy lâm trường, hai máy đang trường đúng rồi hồi xưa. Hai máy đang trường. Ôi, em không thích chồng em hai máy đâu. Ôi, em không thích chồng em hai máy đâu. 46 đi, của em đang 46 nó cũng na ná rồi. Ôi, em không thích chồng em hai máy đâu. Thôi cho 46 đi, 46 đi, 46 đi. Hạ bên phải xuống xíu. Rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Alo, 1, 2, 3, 4. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với buổi thành hôn của cô dâu. Hey, what happened? Cô dâu Nguyễn Kiều Cẩm Thơ và chú rể Nguyễn Tuấn Kiệt. À, cho tép nhạc luôn đi âm thanh ơi. Giúp đỡ dùm đó, ngày xuân vui cưới đồ mở bít tông nam nữ nha. Ok, echo, chú rể đó echo hơi nhiều. Hôm nay có ca sĩ thành phố Hồ Chí Minh về cho nên anh em âm thanh đồ hỗ trợ dùm nha, đừng để tao quánh giá mà chỗ mình. Dạ. Bây một chút là khách tới rồi nè. Rồi là ráng làm cho tốt rồi tối nay ông thưởng cho con. Trời ơi, MC em thưởng là con làm trùm. Yên tâm. Lỡ trời mưa tụi mày có làm được không? Dạ, lát có một cái dù tự động nó từ trong kia nó xẹt ra đây luôn. Rồi phải không? Tuyệt vời. Có chuyện gì là ba bác giao cho con hết. Dạ, bác yên tâm. Âm thanh ok chưa? Alo 1 2 3 4. Alo chết âm thanh lên giùm anh em ơi. Alo, hết tiền trong túi, lỡ vô hết năm nay hết chơi ai luôn. Đêm 30 buồn, lỡ vô hết năm nay hết chơi ai luôn. Mình chiều xuống mình coi đốt pháo, ta còn nợ nhau nên mai đào không tươi. Ok, được rồi em ơi, được rồi, âm thanh ổn rồi. Ok đó, ừ, nha, giữ y chi trang cái này, nó đừng có bị gian quá nha. Nó ok vậy là đúng cái giọng MC luôn đó. Được không cô? Được. Tuyệt vời cô. Tôi đồng ý. Quá trời, lên luôn. Đám đồng tiền bát gạo. Bát gạo luôn. Có bài anh Dương Lâm Đồng Nai không em ơi? Cắm cái beat giùm anh coi âm thanh ơi. Anh Dương Lâm đây, một con người nhìn qua rất ngài. Ok không chị? Đẹp trai to con, hơi đẹp trai bờ vai rộng lớn. Ngày xưa chẳng ai biết anh hài, giờ này người ta thương gần chết. Này bà con ơi, Dương Lâm diễn hài mau chạy ra coi. Ok không bà? Hey! Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Chẳng cái này. Ok, được âm thanh ơi, được rồi. Nó như vậy nha. Ok, lát là ca sĩ về là ok đó. Rồi camera lên xuồng chú rể. Chưa xuồng chú rể chưa đi. Bên sân khấu giờ nào xong?
Xong rồi anh ơi, xong âm thanh ok hết rồi. Dạ cái này là không phải là bộ phận của em. Em làm thanh rồi chết 1, 2, 3, 4 rồi thôi. Qua đi ngồi họp luôn. Ngồi đây hả chú? Ơi. Xong chưa, xong chưa? À, trời. Ăn có nhiêu tiền đâu mà cực quá trời kìa. Nhanh 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 tay được không? Qua phải xíu nữa cưng. Chị Năm. Ủa chị Năm với lại chị Trâm ở bên lắp giò với cái bè hả? Chị ơi, em xin với chị ơi. Rồi chào chào đánh em rồi. Em có kiểm tra, em có kiểm tra. Chào 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 chào. Ủa, điện bị gì vậy? Gì vậy? Điện bị gì vậy? Ai viết chữ Cẩm Thơ thành con thỏ vậy? Cẩm Thơ con thỏ. À, Cẩm Thơ. Trời ơi, bị cận, đọc chữ con thỏ. Ủa, chị xui, chị ra đi chi, chị xui. Ở trong nó nóng gần chết. Anh biết ra thôi, tôi không biết ra, ngộ. Bà rồi. Hay quá ha, bà đi ra đây trong xui làm gì? Không tôi có. Ở đâu, bà coi như tôi chết rồi đúng không? Tôi chưa nói ông cái vụ tự nhiên vô, cái tên chỉ vô trong kia chỉ này, bà xui kêu đẹp quá ha. Tôi chỉ cho bạn vô vui đẹp quá kìa. Bà hay quá. Biết sao không, ở đây là nhà hàng xóm hay bị chập CP là nhà mình đắt luôn. À, vậy ủa? Thôi bây giờ dời Gia Tiên ra đây được không? Trời ơi, chị ơi. Trời ơi là trời, chúng tôi tái hiện đám cưới trong vòng có 1-2 tiếng một và giờ cúp điện, không biết khi nào có. Ủa là của ở đây cúp anh? Ở đây bị cúp. Trời ơi. Nhà có đèn cày dựng thấp lên đi làm cho đèn cày làm cho ánh đèn. Sinh nhật. Quang ơi, rồi. Cho xin miếng nước đi Quang ơi. Ủa rồi vợ anh xui đâu mà bỏ anh xui ngồi đây mình ôm buồn đi. Đây nè, bà qua đây, bà qua đây, bà qua đây. Bà hay quá, bà qua đây nè, bà ngồi đây. Lớn rồi phải giữ nề nếp chút xíu. Tính hỏi là nước ở đâu tôi qua lấy cho với nước uống chứ tôi có lấy anh xui đâu mà ông hàng. Nói chung là đẹp làm cái đám cưới là nó kinh khủng ha. Chứ phải giỡn đâu, sau này làm đám cưới thì biết. Mệt mỏi lắm. Anh đang nói ai? Đây 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 nè. Ờ vàng dưới này thôi chứ. Tôi rung chân hết trơn rồi đó ông xui. Rung chân là do nãy tôi chèo. Mấy anh chút tán em mới chèo vô mặt tôi rồi. Trời ơi, mấy một chút máy chèo nó tán vô mặt tôi. Tôi quýnh quá, tôi xếp tôi tán cái máy chèo vô mặt bả rồi, vậy cái mặt tôi như cái mền luôn rồi. Rồi quá chị anh đi cả nhắc nữa. Chừng nào có điện. Không biết chừng nào có điện tại ở đây trong xóm người ta mà. Nó sập CP thiệt. Hay là mình đốt đèn dầu mình làm luôn đi. Cái vừa rồi thưa quý vị là không phải kịch bản đâu nha, nó sập CP thiệt. Sập CP bên nhà người ta thiệt. Lâm ơi. Sao ông tưởng là